Nửa sau thế kỷ 19, cái bóng thực dân của người Pháp bắt đầu lan dần trên miền đất Nam Kỳ. Một cơn bão đang đến, làm rung chuyển nền văn minh truyền thống của một dân tộc. Một bức tranh chính trị đang chuyển từ gam màu tươi sáng sang những màu u tối của sự chiếm đóng. Vậy, điều đó đã diễn ra như thế nào? Trước khi đi vào nội dung chính, xin cảm ơn Helios đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới các bạn chương trình Helios Black Friday. Sale 25% tới 60% toàn bộ sản phẩm. Chương trình sale lớn cuối cùng trong năm tại Helios. Sale off 25% toàn bộ chế tác bạc và kính. Sale off 45% các sản phẩm hợp kim. Đây là thời cơ cuối cùng để anh em có ngay cho mình những thiết kế phụ kiện ưng ý trước khi chúng out of stock. Chương trình áp dụng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11. Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ trong năm nay có cơ hội ưu đãi đặc biệt này. Năm 1844, thị trường Trung Quốc được mở cửa sau cuộc chiến tranh nhà phiến. Người Pháp buộc phải có một cứ điểm trên con đường hàng hải tại Thái Bình Dương, nhất là khi mà người Anh đã có Singapore và Hồng Kông. Người Pháp đã tìm mọi cách để chiếm Đà Nẵng nhưng thất bại. Sau nhiều tháng cố gắng tìm cách chiếm Đà Nẵng không xong, De Genui nhận thấy giáo dân tại đây cũng chẳng hợp tác như các giáo sĩ hứa hẹn. Trong khi đó, triều đình Huế không nhượng bộ bất cứ điều gì và chỉ tìm cách gửi quân ra bảo vệ Đà Nẵng. Còn việc tấn công vào kinh đô Huế thì càng bất khả thi vì thiếu thông tin về địa hình. Chưa kể, dịch bệnh đang còn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Hãy tưởng tượng lúc đó bạn là De Genui. Bạn thấy cần phải làm gì đó khác. Bạn không thể chôn chân ở Đà Nẵng mãi được. Những người ở Paris thì phó thác tất cả cho bạn. Họ không có kế hoạch rõ ràng nào cả. Họ không nói nếu thất bại ở Đà Nẵng thì phải làm gì tiếp theo. Mấy ông giáo sĩ lại bảo hay là tiến ra Bắc Kỳ, vì bạn được yêu cầu đến đây là để bảo vệ Thiên Chúa Giáo. Trong khi ở Bắc Kỳ thì tín đồ Thiên Chúa Giáo lại rất đông. Chưa kể là ở đó còn đang có cuộc khởi nghĩa của một người theo Công giáo và tự xưng là dòng dõi vua Lê. Nhưng không, bạn sẽ không ra Bắc. Bạn đã tin vào mấy ông giáo sĩ quá đủ rồi. Bài học ở Đà Nẵng vẫn còn đó. Trong khi Nam Kỳ lại giữ vị trí thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trên con đường biển từ Ấn Độ Dương tới Trung Quốc. Chính vì thế, từ đầu thế kỷ 19, những thương gia người Anh ở Hồng Kông và Singapore đã thúc đẩy chính phủ của họ chiếm lấy Sài Gòn rồi. Hơn nữa, để đánh Sài Gòn, liên quân cũng không phải hành quân bộ khi mà lòng sông Sài Gòn đủ lớn để các chiến hạm tiến vào. Nam Kỳ cũng ở xa kinh đô Huế nên không dễ dàng gửi quân tiếp viện nhanh như ở Đà Nẵng. Mà còn một lý do nữa, lúc này, đầu năm 1859, đang có gió mùa đông bắc, vào Nam sẽ thuận gió. Quan trọng nhất, Nam Kỳ là vựa lúa của đất nước này. Chiếm được Nam Kỳ thì cắt luôn cái dạ dày của triều đình Huế. Không có ăn thì đánh nhau làm sao được. De Genui đã đúng. Thế là, ngày 2 tháng 2 năm 1859, 2/3 chiến hạm và lực lượng liên quân Pháp, Tây Ban Nha từ Đà Nẵng tiến về Sài Gòn. Ngày 11 tháng 2, 2.000 lính của liên quân và 8 tàu chiến tiến vào sông Cần Giờ, bất chấp sự phản kháng dữ dội từ các đồn của Đại Nam. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1859, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công thành Gia Định. Đến trưa cùng ngày thì thành Gia Định thất thủ. Nhưng vì sao thành Gia Định lại nhanh chóng thất thủ như thế, khi mà trước đó người Pháp đánh Đà Nẵng hàng tháng liền không được? Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc phòng bị của Gia Định không đủ tốt. Nhưng còn một lý giải đến từ một sự kiện đã xảy ra vào năm 1833. Khi đó, Lê Văn Khôi, con nuôi của vị cựu tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt, đã nổi loạn chiếm thành Gia Định. Triều đình khi đó phải huy động hàng vạn quân đánh trong 2 năm trời mới hạ được thành. Chính vì thế, năm 1835, sau khi dẹp loạn Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng đã hạ lệnh phá hủy thành Gia Định và sau đó cho xây một thành khác nhỏ hơn ở phía đông bắc thành cũ. Nếu thành Gia Định cũ vẫn còn, biết đâu nó có thể chống đỡ được nhiều ngày hơn và kịp chờ đợi quân tiếp viện đến, giống như tại Đà Nẵng. Nhưng đó là câu chuyện của chữ nếu. Giờ chúng ta hãy trở lại với câu chuyện không có chữ nếu. Đến năm 1860, tại Trung Quốc lại có vài vấn đề. Anh và Pháp sẽ phải tiến hành một cuộc tấn công mới tại đây. Vì thế, lực lượng Pháp tại Việt Nam sẽ phải được huy động
bao gồm toàn bộ quân Pháp vẫn còn đồn trú tại Đà Nẵng, cũng như phần lớn lực lượng tại Sài Gòn. Liên quân Pháp và Tây Ban Nha chỉ còn một phần nhỏ lực lượng ở lại, chủ yếu là phòng thủ trước các cuộc tấn công của quân Đại Nam do tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy. Thấy chính phủ Pháp dần mất kiên nhẫn với những gì xảy ra ở Đại Nam, De Genuy đã phải về Paris thuyết phục cho việc hiện diện của quân Pháp tại Sài Gòn. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Hải quân Charles Lulaubat cũng đồng tình khi cho rằng Sài Gòn sẽ có ích cho Pháp tại Viễn Đông và quan trọng là để ngăn chặn sự bành trướng của người Anh. Bên cạnh đó, lúc này người Pháp vẫn tin rằng một tuyến đường thủy trên sông Mekong có thể giúp người Pháp xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Vì thế, sau khi Hòa ước Bắc Kinh được ký vào tháng 10 năm 1860, đến tháng 2 năm 1861, Tư lệnh Hải quân Pháp, Đô đốc Leonard Channer được lệnh đem 70 chiến hạm và 3.500 binh lính từ Trung Quốc trở lại Nam Kỳ. Mục tiêu đầu tiên là Đại đồn Chí Hòa, giao cản lớn nhất để chiếm lĩnh Nam Kỳ. Cuộc chiến này gặp khó khăn do sự kháng cự của tướng Nguyễn Tri Phương. Nhưng cuối cùng với hỏa lực mạnh hơn, đến ngày 25 tháng 2 năm 1861, Pháp chiếm đồn Kỳ Hòa, tướng Nguyễn Tri Phương bị thương. Đến tháng 4, thành phố Mỹ Tho thất thủ, rồi đến là Biên Hòa, Bà Rịa và vào tháng 3 năm 1862 là Vĩnh Long. Trong năm 1861, Channer tiếp tục mở rộng khu vực chiếm đóng xung quanh Sài Gòn và Mỹ Tho. Ngay từ tháng 6 năm 1861, Channer đã thông báo cho triều đình Huế về 3 điều kiện nếu được chấp thuận thì Pháp sẵn sàng hòa nghị. Thứ nhất, tự do tín ngưỡng cho giáo dân. Thứ hai, nhượng cho Pháp hai tỉnh Gia Định và Định Tường. Thứ ba là tự do đi lại và tự do buôn bán cho người châu Âu trong toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, vua Từ Đức chỉ chấp nhận điều kiện đầu tiên, đồng thời truyền hình kêu gọi toàn dân chống Pháp tại những khu vực bị chiếm đóng. Rất nhanh chóng, lời kêu gọi của nhà vua được đáp lại. Các lực lượng kháng chiến sử dụng lối đánh du kích một cách hiệu quả, với trung tâm nằm tại vùng ở Gò Công. Thậm chí, cuối năm 1861, Nguyễn Trung Trực còn đốt cháy pháo hạm Esperance. Lối đánh du kích làm cho lính Pháp khốn khổ. Một sĩ quan Pháp đã phải viết là: chỉ một vài binh sĩ của ta bị giết trong các trận phục kích, nhưng quân ta chết nhiều vì đau ốm, bởi vì ta phải đuổi theo quân du kích trong những vùng đầm lầy đầy dịch khí, dưới bầu trời nóng như thiêu. Các đồn Mỹ Tho, Biên Hòa và Chợ Lớn liên tục bị tấn công. Trong 3,5 năm, quân Pháp thiệt hại 2.000 người. Bất ngờ là ở chỗ, trong lúc người Pháp đang gặp khó khăn, thì tháng 5 năm 1862, triều đình Huế chấp nhận một cuộc thương thuyết. Có một lý do để giải thích cho việc này: kinh thành Huế bị thiếu lương thực từ miền Nam. Nhưng đây mới là lý do quan trọng hơn cả. Một cuộc khủng hoảng tại miền Bắc đang diễn ra khi Tạ Văn Phụng lúc này đã chiếm được các tỉnh miền Đông Bắc Kỳ. Nhưng Tạ Văn Phụng là ai và vì sao lại có cuộc nổi dậy này? Đây là một biến cố ít được nhắc tới, nhưng nó lại là bước ngoặt quan trọng dẫn đến những điều tồi tệ với triều Nguyễn sau này. Tạ Văn Phụng, hay còn gọi là Lê Duy Phụng. Trước đây, Tạ Văn Phụng được một giáo sĩ gửi đi học ở nước ngoài, sau đó tham chiến trong đội quân của Channer. Đến năm 1861 thì Tạ Văn Phụng ra Bắc, tự xưng là Lê Duy Minh, nhận là cháu của vua Lê Trang Tông, khởi binh để lật đổ nhà Nguyễn. Vấn đề là Tạ Văn Phụng xuất hiện vào lúc người Pháp cần nhất, đến nỗi mà những tướng tài như Nguyễn Tri Phương cũng bị triệu ra Bắc để giải quyết. Ở chiều ngược lại, phái đoàn của triều đình Huế do Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp được lệnh vào Sài Gòn để tiến hành một hòa ước với Pháp và Tây Ban Nha. Cuộc thương lượng kéo dài từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 1862. Từ đây, một hòa ước mà chúng ta thường biết đến với tên gọi Hòa ước Nhâm Tuất được đưa ra gồm 12 điều. Và chúng ta sẽ chú ý tới một số chi tiết như sau. Về tôn giáo, đề nghị tự do tín ngưỡng nhưng không nhắc tới truyền giáo. Tự do thương mại, trong đó thuyền chiến và thuyền buôn của Pháp được tự do qua lại trên sông Mekong để tới Cao Miên, trong khi phía Việt Nam không được cho quân đội, vũ khí qua lãnh thổ chuyển nhượng cho Pháp. Các thương gia Pháp và Tây Ban Nha được quyền tự do buôn bán tại ba hải cảng, Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên. Còn người Việt sẽ được buôn bán tại các hải cảng của Pháp và Tây Ban Nha. Đáng chú ý là, dấu hiệu của việc bảo hộ đã bắt đầu manh nha bởi một điều kiện. Nếu một nước ngoại quốc nào muốn được chuyển nhượng một phần lãnh thổ An Nam, vua An Nam phải phái sứ giả trình báo Pháp Hoàng và quyền quyết định là do Pháp Hoàng. Tiếp theo là việc bồi thường chiến phí. Theo đó,
triều đình Huế sẽ phải trả một khoản là 4 triệu franc, tương đương 2 triệu 800 nghìn lạng bạc trong thời hạn là 10 năm. Và đây là điều khoản quan trọng nhất. Khoản 3 quy định, ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường cùng Côn Đảo được chuyển nhượng cho Pháp và tất cả chủ quyền trên lãnh thổ đó. Đổi lại, Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho Hà Nam với điều kiện triều đình phải triệu hồi những quan quân được đưa từ đánh Pháp. Trên thực tế, việc chiếm đóng của Pháp tại Nam Kỳ chủ yếu giới hạn trong phạm vi các thành quân sự, còn các vùng xung quanh vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân kháng chiến. Hòa ước Nhâm Tuất vì thế đã vượt quá sự mong đợi từ Paris. Nhưng nó lại vấp phải sự chống đối của giới truyền giáo. Họ nghi ngờ quyền tự do tôn giáo trong hòa ước khi mà quyền hành của triều đình Huế vẫn bao trùm trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, một số sĩ quan cho rằng lãnh thổ nhường cho Pháp là quá ít đòi. Về phía Đại Nam, giới sĩ phu tỏ ra phẫn nộ với hòa ước này khi mà quân Pháp đang suy yếu rõ rệt vì chiến tranh du kích của quân dân phía Nam, khi mà người Pháp bắt đầu trở nên mất niềm tin vào cuộc chiến. Những khẩu hiệu Phàn Lâm Mãi Quốc, triều đình khi dân bắt đầu xuất hiện. Dân chúng các tỉnh miền Đông Nam Kỳ tất nhiên không đời nào chấp nhận. Họ tập hợp lại, đưa Trương Công Định lên làm lãnh tụ cho cuộc kháng chiến. Còn phản ứng từ triều đình Huế thì sao? Gia Định là đất khởi nghiệp của vua Gia Long và là quê ngoại của vua Tự Đức, lại còn là vựa lúa của đất nước. Vì thế năm 1863, triều đình tìm cách lấy lại ba tỉnh này. Một phái đoàn gồm Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ và hơn 50 thành viên được lệnh lên đường tới Pháp và Tây Ban Nha. Thực tế, vấn đề tại Nam Kỳ không mấy quan trọng đối với người Pháp. Họ cũng không muốn xa lầy với một cuộc chiến tốn kém như tại Mexico, cũng như không muốn những tranh chấp với người Anh đang bắt đầu lo ngại về sự bành trướng của người Pháp tại Viễn Đông. Tình hình vì thế tương đối thuận lợi cho phái đoàn Đại Nam. Việc hoàn trả ba tỉnh này được phía Pháp chấp nhận và một phái đoàn của Pháp sẽ tới Huế để trình bày dự thảo hiệp ước đã được soạn tại Paris. Albaret là người cầm đầu phái đoàn này, đến Huế vào ngày 15 tháng 6 năm 1864. Kết thúc việc thương nghị vào ngày 15 tháng 7, theo đó về cơ bản, về chiến phí, mỗi năm trong thời gian 40 năm liên tục, Đại Nam phải trả cho Pháp 2 triệu quan tiền, ngoài số tiền đã quy định tại Hòa ước năm 1862. Về đất đai, ba tỉnh miền Đông được trả lại cho Đại Nam, nhưng đổi lại, người Pháp giữ Sài Gòn và kiểm soát sự thông thương tại Nam Kỳ, bằng cách kiểm soát Mỹ Tho và sông Sài Gòn từ Thủ Dầu Một ở Thượng Lưu đến Hạ Lưu ở Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 7, Albaret rời Huế thì bất ngờ nhận được lệnh từ Paris là phải đình chỉ các cuộc thương thuyết. Có chuyện gì đã xảy ra ở Paris vậy? Đây là Henry Rivener và Francis Garnier. Hai sĩ quan hải quân đã xuất bản hai cuốn sách đều nói về những lợi ích kinh tế tại Nam Kỳ nếu nó thuộc về Pháp. Quan trọng là với việc nằm giữa Singapore và Hồng Kông, người Pháp cần phải kiểm soát toàn bộ Nam Kỳ, chứ không phải chỉ có một vài căn cứ. Nếu không, các thương gia sẽ không dám đầu tư vào đây. Và thế là chính phủ Pháp nhanh chóng quay xe, phủ nhận hiệp ước Albaret, cho rằng Albaret đã vượt quá quyền hạn của một sứ giả. Từ đây, người Pháp sẽ chỉ nghĩ đến việc bành trướng tại Nam Kỳ mà thôi. Paris đã từ chối chính hiệp ước do họ soạn thảo. Chính vì sự không nhất quán này, những người nắm quyền tại Sài Gòn cho phép mình được tự ý hành động thay vì chờ lệnh từ Paris. Đô đốc La Grandire là một người như thế. La Grandire được cử tới Nam Kỳ vào ngày 1 tháng 5 năm 1863. Mục tiêu của ông ta là sau năm 1865 sẽ chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Người Pháp đã có 3 tỉnh miền Đông, nhưng cần phải có nốt 3 tỉnh miền Tây, vì 6 tỉnh Nam Kỳ sẽ tạo nên một khối kinh tế. Trong khi người Pháp trở mặt vụ Albaret, triều đình Huế vẫn tỏ ra muốn thi hành nghiêm chỉnh hòa ước Nhâm Tuất khi phái Phan Thanh Giản, người đứng đầu phái chủ hòa giải, làm kinh lược 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Người Pháp tin rằng đây là dấu hiệu của sự sợ hãi. Thực tế, triều đình vẫn đang phải giải quyết mớ bòng bong của Tạ Văn Phụng. Trong khi, hai năm 1864 và 1865 thì liên tục mất mùa. Ngân sách lại còn bị thâm hụt nặng vì phải trả số tiền bồi thường chiến phí hàng năm. Trong triều, những âm mưu lật đổ vua Tự Đức cũng bắt đầu xuất hiện. Phe chủ chiến cho rằng nhà vua đã cúi đầu trước sức mạnh của người Pháp và mở rộng cho đạo Thiên Chúa tràn vào. Vào tháng 9 năm 1866, đoàn Hữu Trưng âm mưu lật đổ vua Tự Đức để tìm cách đưa người con của An Phong Công Hồng Bảo lên ngôi. Cuộc nổi loạn này sau đó thất bại, nhưng việc chống đối những chính sách của vua Tự Đức thì không dừng lại. Trong khi đó, người Pháp mặc dù muốn thôn tính nốt ba tỉnh miền Tây, nhưng thực tế cho thấy họ
họ phải mất tới 4 năm để có 3 tỉnh miền Đông, cộng với những khó khăn tại châu Âu. La Grandière nhận được lệnh phải từ bỏ mọi dự định chiếm đóng 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Ông ta vì thế tìm cách thương lượng với triều đình Huế nhưng bất thành. Cách duy nhất để La Grandière đạt được mục đích là dùng vũ lực. Và chỉ trong 4 ngày, người Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây không mất một binh sĩ hay một viên đạn. Người ta thường đổ hết mọi tội lỗi cho quan kinh lực Phan Thanh Giản, nhưng hãy xem vấn đề nằm ở đâu. La Grandière đã cho quân bất ngờ tấn công. Khi mà tàu chiến Pháp tới trước thành Vĩnh Long thì người ta thậm chí tưởng là tàu Pháp ngược sông đi Cao Miên. Ở Châu Đốc và Hà Tiên cũng vậy, tất cả đều tưởng là tàu thám sát. Quan quân bị tấn công bất ngờ mà không kịp tổ chức kháng cự. Từ Paris, chính phủ phản đối mọi biện pháp vũ lực có thể khiến Pháp rơi vào một cuộc chiến lâu dài với triều đình Huế. Nhưng sự đã rồi. Quan kinh lực Phan Thanh Giản tuyệt thực và tự vẫn. Nhưng hai người con của ông là Phan Tôn và Phan Liêm đã nổi dậy rửa nhục cho cha vào tháng 11 năm 1867. Những cuộc khởi nghĩa tại Nam Kỳ vẫn không ngừng tiếp diễn. Còn triều đình Huế chỉ có thể âm thầm hậu thuẫn từ phía sau mà thôi.